Thưa quý vị khán giả, việc mua vé online để vào theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup là không hề đơn giản một chút nào. Nó cũng rất gian nan và khó khăn như cách xếp hàng mua vé theo kiểu truyền thống vậy. Ban tổ chức mở bán vé online từ 9 giờ sáng ngày hôm nay, nhưng không phải là cứ 9 giờ bạn có thể vào, đăng nhập và mua được ngay những tấm vé cho mình. Nhiều cổ động viên Việt Nam đã đăng nhập vào trang web này từ 7 giờ sáng để lấy chỗ. Và vì thế chẳng hạn như tôi, 9 giờ kém đăng nhập vào trang web thì số thứ tự chờ đợi đã là 4.733 thưa quý vị. Tức là phải ngồi đợi thêm hơn một tiếng nữa mới tới lượt xử lý của mình. Mà mỗi cổ động viên được mua tới 8 vé và xem mỗi trận đấu. Và như vậy là tới lượt xử lý của tôi thì vé cũng đã bán hết rồi. Giá vé cho người lớn là 25 đô la Singapore. Còn trẻ em dưới 12 tuổi là 15 đô la Singapore. Tức là chỉ vào khoảng 200 đến 400 ngàn đồng Việt Nam mà thôi. Nhưng do việc mua vé không hề dễ dàng một chút nào, nên một tấm vé có thể bị đẩy lên tới 200 đô la Singapore ở ngoài chợ đen, tức là hơn 3 triệu đồng. Thậm chí một số cổ động viên Việt Nam còn dự đoán rằng chúng ta có thể gặp Singapore ở trận bán kết đầu tiên, nên đã mua vé trận bán kết này từ cách đây 2 ngày và bây giờ thì không thể trả lại vé nữa. Quả thật là để có tấm vé vào sân theo dõi bán kết AFF Cup là không hề đơn giản thưa quý vị. Cho dù sân vận động quốc gia Singapore đã mở cửa để đón tới 10.000 cổ động viên vào sân và các cổ động viên cũng sẵn sàng chi tiền, nhưng việc mua vé cũng không hề dễ dàng một chút nào. Quang Việt, phóng viên Đài truyền Việt Nam, người cũng đã thử mua vé nhưng không thành công tại Singapore.